Hi, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến hoặc quay trở lại với Laptop World, thế giới công nghệ. Và đây là một chiếc laptop mà theo mình cảm thấy là hoàn hảo dành cho creator. Nó có thể đáp ứng được hầu hết những cái gì mà mình đã phàn nàn ở trên những cái chiếc laptop mà mình đã trên tay. Nghe thì có vẻ rất là hấp dẫn đúng không? Vậy thì trong clip này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về chiếc MSI Pratic 15222VN để xem là MSI đã làm gì với nó mà nó lại trở nên hoàn hảo như thế nhá. Cái thứ đầu tiên mà mình muốn nói đến đó chính là về cái thiết kế, về cái vẻ đẹp mà MSI đã mang lại, đã đặt lên cái sản phẩm của mình. Với cái thiết kế thì phẳng toàn bộ ở phần mặt lưng và logo MSI vẫn cực kỳ là ngầu. Máy có thiết kế vỏ ngoài làm bằng hợp kim nhôm và màu sắc mà cho cái phiên bản trên tay của mình hôm nay đó chính là màu xanh đen, màu đen ánh xanh một chút. Nếu mà chúng ta nhìn từ những cái góc ánh sáng khác nhau thì có thể nhìn thấy màu xanh hoặc là màu đen. Thiết kế của máy thì cực kỳ là tinh xảo với cái phần bề mặt được làm hơi nhám một chút cho một cảm giác nó rất là sang trọng và cao cấp. Bên cạnh đó thì cái cạnh viền của máy cũng được gia công thêm một cái đường cắt kim cương sáng bóng ánh xanh này, trông nó cực kỳ là đã mắt luôn anh em ạ. Tuy nhiên ấy thì cái lớp vỏ máy này theo mình cảm thấy rằng nó vẫn chưa thực sự được là cứng cáp như những gì mà mình mong đợi. Mình vẫn mong là hãng có thể tiếp tục cải tiến cái dòng sản phẩm này và mang lại một cái vật liệu vỏ máy nó trở nên nó cứng cáp và nó bền bỉ hơn. Nhôm nó sẽ được dày bản hơn so với cả phiên bản này. Chứ còn nhôm ở đây thì mình vẫn cảm thấy rằng là nó hơi mỏng. Và tuy là cái hiện tượng flake gặp ở trên cái phần bề mặt bàn phím này nó rất là ít thôi, nhưng mà mình vẫn chưa thực sự là yên tâm lắm trong quá trình mà sử dụng lâu dài cái em máy này. Và tổng thể thì cái trọng lượng của em máy này mang lại chỉ là 1,6kg mà thôi. Quá là nhẹ nhàng cho một chiếc laptop 15 inch phải không nào các bạn? Ok. Cái thứ tiếp theo mà chúng ta sẽ cùng đi đến đó chính là cấu hình và hiệu năng của em máy này. Thì cấu hình mà hãng đã trang bị cho em Pratic 15 này rất là mạnh mẽ và rất là phù hợp dành cho creator. Tại sao mình lại nói như thế? Thì đây, với CPU là thế hệ thứ 10 và đến từ Intel, và đó chính là con Intel Core i7-10710U với 6 nhân và 12 luồng, xung nhịp là 1.1GHz và turbo có thể lên tới 4.7GHz. Và tiếp theo, các đồ họa được trang bị đến từ NVIDIA và đó chính là em GeForce GTX 1650 Mach-Q Design. Rất là hợp lý đúng không nào anh em? Và máy được sử dụng RAM là 16GB bởi hai thanh 8GB, SSD M2 512GB tốc độ cao. Và cả RAM và SSD thì đều có khe chờ để cho chúng ta có thể nâng cấp về sau này. Và cái phần cấu hình này thì nghe cũng có vẻ rất là ổn rồi đúng không nào anh em? Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với cái bài test hiệu năng để xem, để cùng trải nghiệm thực tế hơn cái máy này nhá. Ok. Driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my towers tall. Wandering through these empty halls. Break the cycle. Và sau bài test thì anh em có thể nhận thấy rằng là cái việc edit ảnh hay là render video, edit video đều không thể làm khó được em Pratic 15 này đúng không nào? Nó quá là nhẹ nhàng và thoải mái. Và như vậy thì anh em có thể tha hồ sử dụng cái máy này cho mọi cái tác vụ công việc mà anh em thường sử dụng hàng ngày đúng không nào? Và chúng ta sẽ không cần phải một chiếc ba lô laptop to nặng khủng khiếp nữa. Bây giờ chỉ cần một em laptop chỉ 1,6kg này nhét vào ba lô thôi. Quá là nhẹ nhàng đúng không nào anh em? Ok.
Và cái thứ mình chuẩn bị nói tiếp theo đây sẽ càng làm cho anh em tin tưởng và muốn sắm ngay cho mình một cái máy như thế này. Đó chính là về màn hình. Tại sao mình lại nói như thế nhỉ? Thì màn hình ở trên em Prestige 15 này là một cái chiếc màn hình nó cực kỳ là đẹp. Nó sẽ giúp cho anh em có thể tận hưởng được trọn vẹn toàn bộ nội dung ở trên cái màn hình 15,6 inch này. Và màn hình có cái độ phân giải là Full HD và tấm nền là IPS cho một cái góc nhìn cực kỳ là rộng luôn. Và mỗi khi mà anh em muốn chia sẻ nội dung với bạn bè, anh em có thể lật ngửa hẳn cái chiếc màn hình này ra 180 độ như thế này. Và chúng ta vẫn có một cái góc nhìn rất là tốt để có thể quan sát được tốt cái nội dung ở trên bàn, đúng không nào? Rất là tương lai và rất là hiện đại chúng ta luôn. Bên cạnh đó thì cái viền màn hình của chiếc máy này nó cũng được làm rất là mỏng, chỉ 5,7mm mà thôi. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là cái màn hình này nó lớn hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ có nhiều không gian để có thể sử dụng hơn trên cái chiếc màn hình này. Và cái tỷ lệ màn hình so với cả tổng thể bây giờ nó lên đến 88% cơ, rất là lớn đúng không nào anh em? Mình sẽ sâu qua một chút về thông số màu ở trên cái màn hình này nhá. Thì về cái độ phủ màu nó sẽ lên tới 100% sRGB và 75% Adobe RGB ở độ sáng là 290 nits. Thì với những cái thông số màu như trên thì anh em sẽ vô cùng là tin tưởng để có thể sản xuất nội dung ở trên cái máy này đúng không nào? Chúng ta sẽ không cần phải lo rằng là khi mà làm thì nó ra một cái loại màu khác và khi mà xuất ra sản phẩm thì nó lại ra một cái loại màu khác. Như thế thì sẽ rất là khó lường đúng không nào anh em? Thì bây giờ trên cái màn hình này chúng ta có thể tha hồ yên tâm và xử lý mọi cái tác vụ công việc của chúng ta ở trên này nhá. Và ngoài ra thì chúng ta còn có thể căn chỉnh cái màu sắc của chiếc màn hình này tùy chọn thông qua phần mềm là True Color để tích hợp sẵn ở trong chiếc máy của chúng ta để có thể phù hợp với những cái tác vụ công việc khác nhau. Ok, rồi chúng ta sẽ đi qua phần màn hình và tiếp theo nhìn xuống phía bên dưới chúng ta sẽ thấy có một dải bàn phím đến từ MSI. Những cái chiếc bàn phím của MSI từ trước đến giờ mình vẫn rất là hài lòng và mình không có gì phải chê cả. Một chiếc bàn phím rất là đẹp và layout lớn, phím gõ rất êm và sướng và độ nảy cực kỳ là tốt nữa. Chúng ta sẽ có thể tha hồ gõ trên cái phần bàn phím này. Rồi xuống đến phần bên dưới, đây mới là một cái điểm nhấn ở trên chiếc máy này mà mình đã muốn nói ngay từ đầu đây này. Đó chính là cái phần touchpad của chiếc máy này. Bây giờ đây nó được làm lớn cực kỳ luôn anh em ạ. Đây mình sẽ show cho anh em xem. Một chiếc touchpad được làm siêu lớn luôn. Nó trải dài tới gần 2/3 cái phần cạnh đáy của cái chiếc máy này, cho chúng ta một cái khu vực gọi là trải nghiệm cực kỳ là rộng. Và bây giờ đã gần bằng những chiếc MacBook rồi đấy anh em nhỉ. Ok, thì nói sơ qua một chút về cái cảm giác sử dụng ở trên cái chiếc touchpad này nhá. Touchpad này nó được phủ lên đây là một lớp kính và chúng ta nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác lướt được mượt hơn này, tracking được tốt hơn và nó sẽ không hề bị rít. Chúng ta có thể tha hồ đặt tay vào mọi chỗ để có thể lướt đi rất là dễ dàng. Tracking cực kỳ là tốt ở trên cái touchpad này luôn. Và ngoài ra nữa nhá, cái góc bên trái của touchpad này nó còn bao gồm cho chúng ta một chiếc cảm biến vân tay một chạm. Tuy là nó hơi bé một chút nhưng mà nó mang lại một cái tốc độ nhận diện rất là nhanh và cho chúng ta một cái khả năng bảo mật được tốt hơn đúng không nào. Và tất cả mọi thứ cái chiếc máy này nó mang lại mình đều rất là hài lòng về những cái gì mà MSI đã mang lại cho mình. Có một cái thứ nữa mình cũng rất là muốn nói với các bạn, đó chính là về cái độ trâu của em máy này, về cái thời lượng pin mà em nó mang lại rất là trâu anh em ạ. Với cái thời lượng pin, với viên pin được sử dụng trên em máy này đó là viên pin 4 cell và 82 Wh, cho thời gian sử dụng lên tới tận 11 tiếng đồng hồ sử dụng vào những cái tác vụ hỗn hợp. Như vậy đã đủ uy tín chưa anh em? Và chúng ta có thể tha hồ sử dụng cái máy này trong một ngày làm việc cho tới tận tối về nhà chúng ta vẫn có thể dư sức để có thể lướt web hay là xem một vài những clip chán chê nữa thì nó mới hết pin. Và chúng ta chỉ cần sạc qua một đêm thôi là ngày hôm sau chúng ta đã có một chiếc máy đầy ắp pin để có thể mang đi làm tiếp rồi đúng không nào. Và chiếc máy này nó được sạc, nó đã loại bỏ cổng sạc truyền thống và bây giờ nó được sạc thông qua cổng USB Type-C. Đó, và chúng ta có thấy đây, cả hai cổng USB Type-C ở đây đều có thể cắm sạc qua đây nhá anh em. Đây thì mình sẽ nói luôn về phần cổng kết nối cho anh em có thể dễ dàng tưởng tượng nhá. Mình được biết là hai cổng USB này là hai cổng USB 3.1 và hai cổng USB-C này cũng vậy, nó sẽ bao gồm cả power delivery cho chúng ta có thể cắm sạc thông qua đây. Bên cạnh đó là một cổng HDMI 2.0 để xuất ra màn hình rời và một jack audio 3.5 tổng hợp. Vậy thôi. Đó là những cái gì mà mình đã được trên tay và mình đã được trải nghiệm qua chiếc MSI này. À đây, bàn phím, quên mất mình không nói, nó có cả đèn nền cho chúng ta có thể sử dụng trong môi trường thiếu sáng luôn nha anh em. Cạnh màn hình của máy cũng rất là mỏng và tuy là mỏng nhưng mà chúng ta vẫn được trang bị cổng webcam để có thể sử dụng.
Nhưng mà hơi tiếc là sẽ không có camera IR để chúng ta có thể nhận diện khuôn mặt thông qua Windows Hello nhỉ. Ok. Và trên đây là một cái bài trên tay cũng như là đánh giá nhanh chiếc MSI Fretex 15222VN, một chiếc laptop hoàn hảo dành cho creator. Vậy còn anh em có cảm thấy chiếc máy này nó có xứng đáng với mức giá hơn 31 triệu đồng một chút hay không? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới video nhá. Và cá nhân mình thì cảm thấy chiếc laptop này nó thực sự nó quá là hoàn hảo rồi, ngoại trừ cái phần lớp vỏ nó vẫn hơi yếu đuối một chút. Yếu đuối là theo những cái gì mà mình sờ lên thôi, chứ mình cũng chưa được thực sự là mình crop test cái máy này để xem là nó có vững chắc hay không. Ok, thì mình hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này và cũng đừng quên nhấn like và subscribe channel để có thể ủng hộ cho Laptop World nhé. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.